chào bố Cầm. Chào Thơ Quang, chào mọi người. Ô, con chào bác Cầm. À, rồi à, chỉ còn hai bên bên này thì còn 2 ngày nữa là bắt đầu qua năm mới rồi phải không? Qua Tết gọi là Tết Nguyên Đán. À, thì à, ở bên này thì à, bên xứ của bố thì khỏi nói rồi, không ai chơi với ai. Nói chung là mùa xuân đến đó, thường thường ở Việt Nam mùa xuân đến đó thì tất cả các cây mà nói về thiên nhiên nha. À, cây những cây hoa nở rộ ra bởi vì mùa xuân mà nó có thể ra hoa rồi, thường thường nó Cái này nói đẹp chung bác là Cầm. đẹp đào rồi. Tôi nói cho tụi bay nghe cái điều này là tao thường thường nói về cũng đẹp à, hồi xưa gọi là ta đầu là quân quân nếu mà ngày xưa mình gọi là cái gì ta, chủ tướng gọi là coi như là không phải người ra trận mà cái người mà nguyên soái, và nguyên soái thì nó giống giống như kiểu như tổng tư lệnh quân đội bây giờ, giống vậy, giống ngày xưa. Thì ta nói mày các câu như vậy có nghĩa là hồi xưa nó có một câu mà người Tàu người ta nói là quân lệnh như sơn, có nghĩa Quân như là sơn. đúng không, có nghĩa là Dạ. một lời của một vị danh tướng nói ra thì giống y chang như là một hòn núi. À. Cái chuyện này nó cũ xì rồi, nó cũ xì rồi, nhưng mà bữa nay tao nói lại để tao nói cho mày nghe nè. Thấy không? Thấy Tao nói không cho có mày đâu. à, thôi mày khoe khoe bây giờ ồn ào quá, để tao nói chuyện chút. Quỷ sứ, để tao cho tụi mày coi có một đoạn thôi, nó cũ xì à. Cái này năm 2005 để nghe, cái này là cuối năm rồi tao làm lại để đừng cho khuya đi nữa, để tao ồn ào quá, để tao nói cho tụi mày nghe nghe cái đoạn này. Ông ông cộng cộng ra đi đó, không lấy được một cái hồ sơ chứ đừng có nói chuyện mà tới 16 tấn vàng. Anh đỡ 16 tấn vàng còn sống Mất à? tiếng rồi đó. Tôi đang vô quốc gia nào đó thì quốc gia nó thịt thâu, mà thịt thâu đó thì chắc chắn không có kín đáo đâu. Thì quý vị ta thấy nhiều cái gương, không có cái gương nào mà kín đáo, không có cái gì kín đáo hết. Mà nếu như mà tôi nhân danh cho một cái chính phủ nào giàu cho ông Hương, mà nhân danh cho một ông tổng thống mà đem vàng của chính phủ mà lấy ra gửi cho ngoại quốc á, thưa thiệt với quý vị, chính quyền cộng sản là một cái chính quyền hợp pháp thì được quốc tế nhìn nhận, họ có quyền đòi cái số vàng đó. Mà nghe rõ chưa? Nè. Rồi, đó là một một Nghe rõ người không? một người có thể nói là tổng tư lệnh quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, và họ đã xác định và đã xác cái đó là một cái ông gọi là. Bởi vì đấy là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó. Những người anh em ở phía bên kia đã làm được. Thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử. Và đất nước đã được thống nhất rồi. Bây giờ còn Đúng nói kể rồi. lại nói vẫn là phân quốc, phân quốc. Nước Việt Nam có mất cho Tây, cho Tàu đâu mà nó phục quốc. Chưa kể là một số người tôi là cả 3 triệu hải ngoại mà không thể nhân danh là tổ quốc Việt Nam mà nói chuyện với đất nước Việt Nam. Những chuyện phi lý như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ mới lên mà biết suy nghĩ, chứ đừng là hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ như là hám danh hám lợi rồi thì là liên gạt mọi người, cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia để nhân danh tấm cộng, nhân danh tự do dân chủ và chánh đi lừa nghĩa gạt người ta không. chánh nghĩa vô tôi nghĩ rằng tôi phải nói rằng những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào nhưng mà rất thiểu số. Cái hải ngoại nó buồn là cái điểm đó. Mà nếu mà người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những cái nghề hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự là nhận đã 30 năm rồi mà cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất. Đúng rồi. Mặc dù là cứ hàng ngày trong 30 năm liền rồi, bất cứ ở địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình nước nào cũng là cả ra giả 30 năm nay nói là chúng ta có sức mạnh, chúng ta có
trí tuệ, chúng ta có tích tham, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể là có một cái sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đổi của trong nội địa. Thôi được rồi. Cuối năm tất niên thì ta cho tao phải nghe lại những cái clip này, nó đã cũ rồi, nhưng mà đối với tao nó vẫn còn nguyên giá trị, mà đối với lịch sử nó vẫn còn nguyên giá trị rất ư là lớn. Và cái này là một cái bằng chứng tại sao hồi nãy tao nói cái chữ mà gọi là quân lệnh Nhi Sơn, dù muốn hay là dù không, dù anh chấp nhận hay là không chấp nhận, anh cũng phải thừa nhận rằng Nguyễn Văn Thiệu là tổng tư lệnh tối cao của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và cái ông Nguyễn Cao Kỳ là ông phó tổng thống. Nó không chạy đâu cả. Hầu như tất cả các cuộc chinh chiến trên thế giới, khi cái người chủ tướng, tướng soái, thứ nhất chuyện ngày xưa, chuyện Tam Quốc cũng vậy, họ rơi đầu là nguyên một cái đám bộ sậu chứ coi như là tan nát. Và họ bầu thứ nhất là thuần phục, không thuần phục là bị giết. Mày nhớ cái trận mà của ông Hạng Võ, nó giết 5.000 quân, 50 vạn quân của cái thằng gì tôi quên mẹ thì không, cái lại cho xuống dưới hố anh bắn giết tiếp. 20 ở đây à, 20 vậy, đúng rồi, tao cho mày này. Nói như vậy thì mày hiểu rồi. Trận không, mình nói sơ qua thôi. Mình nói chỉ sơ qua thôi. Thì tôi nói từ xưa, ngàn đời xưa tới bây giờ, chứ không phải mới đây. Và ở đây những cái hai vị này là hai vị tổng tư lệnh tối cao của xã hội cũ, của cái chế độ cũ, và họ đã xác nhận như vậy. Tao đã cho tôi biết coi hết rồi. Nhưng mà cũng ngay bây giờ ta chuyện cũ rồi, nói cái chuyện này nó cũ mềm, nó chán phèo, nó chán đến mức độ là không cần cái buồn nói nữa. Nhưng mà ý là tôi muốn nói nhắc lại, bởi vì thở xa xưa, Vũ huynh trưởng là cái nghĩa địa gì với mấy ông này? Mày nghĩ sao vậy? Đủ mà đối rồi. Đứng tới ông tướng Nguyễn Cao Kỳ là biệt danh bằng tướng cao bồi, đủ mà đứng trước mặt đó mà lạng dạng là ông cho súng cái đầu ở mà đàng hoàng, mà làm gì có chuyện mà đứng trước mặt ông được? Đụng má đâu có đi, nó đâu có gì ruộng ở dưới đồi chứ làm gì mà có chuyện mà đứng trước mặt Nguyễn Cao Kỳ mà nói đồ đại khái là vậy, đúng không? Kể cả cô kỹ cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy, cũng vậy được. Thì bởi vậy nó lớn đó, thì Nguyễn Cao Kỳ ông mới nói đó, lớn tiếng 30 năm rồi mà cứ ra rã ngày nào cũng vậy, đủ thứ thì gì toàn là những cái chuyện gì đâu, không, mình không bàn cái chuyện đó được, mình không bàn cái chuyện nữa. Thì hở bây giờ cái đó hai cha này là thấy gì, nó là cái quái gì mà dám nói hai ông này, dám cái quái gì mà để dám nói hai ông này, mình thấy rõ ràng nó nghịch lý nhiều cái chuyện buồn cười lắm mà mình không thể nào mà nói. Thì thôi, tao thì cuối năm tao cũng đưa lại hai cái clip này để nhắc nhở lại cho tôi cộng đồng hải ngoại hiểu rằng chúng ta thua từ lâu rồi, nó thua từ lâu rồi mà phải xếp giáp quy hàng. Và nó có một cái điều này, tất cả những tướng lãnh họ không ai lên tiếng, nó thẳng vậy. Cái hạng nhà tướng dùng, tướng lãnh, tướng mà cao cấp và tướng mà kế cận này không ai lên tiếng cả. Hả, mà ở đây mà hô hào hoặc là đã đảo cộng sản hay dương cờ dạng thì toàn là cò cái là lục chốt, toàn là chí với rận không à. Đủ chứ không, cái người đàn ta, người ta hiểu biết người ta đâu có làm vậy. Mình thấy rõ ràng không ai thôi. Tao nói là Nguyễn Cao Kỳ cũng vậy, cái ông Nguyễn Văn Thiệu cũng vậy, họ đã xác nhận nhà nước Việt Nam là nhà nước hợp pháp, nghe rõ ràng trong cuộc họp báo mà, chứ đâu phải nói lén lút gì đâu. Vậy mà nó cứ cãi, ô cái cha thì bợ bô băng bô đồ má, ngày xưa ổng còn sống mà còn nắm quyền đủ nói câu phát đủ cái mỏ này không biết còn không, hay là đủ mà cái súng chỉ vào đầu đủ bưng đi rồi. Cái chuyện tào lao bởi tụi này không biết trời, không biết trăng, không biết là Thái Sơn là cái gì cả. Bố, cái gì? Qua câu chuyện bố vừa chia sẻ đó, tức là dù gì đúng không, dù gì đúng ông rồi. Kỳ cũng là một nguyên soái, một phó tổng thống, đúng rồi, đúng. Thì ở đây á, thì khi mà ông Kỳ phát ngôn như vậy á, chúng ta phải công nhận rằng là một người quân tử nói chuyện rất chính xác, đúng rồi. Thì những thành phần cắt ké như bố vừa nói cháy rận á, thì nó lại có những động thái, nó phản bác, nó cho rằng ông ta băng bô, cho nó bố mây 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 thì không phải. Dạ, ý con nói câu chuyện về bản chất những con người của họ như vậy á, tức là không có tôn ti trật tự, không có đúng trên rồi, không có dưới, không có một cái gì gọi là một tổ chức ấy, thì như làm sao mà heo, họ làm được cái điều gì, đúng rồi đó, đúng. Như một nồi cháo heo vậy thì họ làm được cái gì mà họ cứ tối ngày họ cứ ra rã suốt, ồn ào suốt 40 mấy năm qua, bố thấy không? Nói bỏ đó, bản chất ông Kỳ ông đã nói rồi đó,
ra rã hàng ngày mà suốt bao nhiêu năm nay năm qua, mà cái ông này ông nói là không phải là một mình ông nói rất là rất lâu rồi, năm 2005 là như thế này. Nhưng mà đối với tao ông vẫn còn nguyên giá trị đi, vẫn còn nguyên giá trị. Ý tao nói hồi nãy giờ tao muốn nói là nãy giờ từ hồi xưa tới bây giờ, từ ngàn đời, từ bên Tàu tới tính bên Tây, mà nguyên soái mà bắt hoặc nguyên soái mà đầu hàng thì làm gì lính mà ông đầu hàng được. Cái chuyện là cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà bên này nó buồn cười, nó không hiểu, nó cố tình nó không hiểu, mày hiểu không? Dạ. Nó cố tình nó không hiểu và nó cứ lấy, nó lợi dụng cái điều đó, đỡ cái là cười vàng chính nghĩa, cười vàng chính nghĩa gì, hai người ta chủ tướng mất mẹ rồi đỡ, còn vàng chính nghĩa con chó gì nữa rồi, mà thấy rõ ràng buồn cười, nó buồn cười đến mức độ là nhiều lúc tao nghĩ tao không muốn, tao không buồn nói, bởi vì sao? Mình nói với cái những người mà hầu như là mình đừng kêu bằng cái gì, đừng khải tay trâu á, mà nói là con mẹ vậy là bà nó mất hại luôn. Mình thấy rõ ràng đối với những người lãnh đạo ngay bây giờ mà tự đợi cái bằng riêng tự phong cộng đồng vũ trụ gì đó đại khái này gì đó, mình nghĩ mình coi có cái nghĩa địa gì đối với hai ông này còn đương chức không, cái chủ cái chế độ rừng mình nghĩ rằng sao binh quan nói thì tầm bậy, nhiều binh trưởng lên đồ nói tầm bậy tầm bạ không lề không, nói chung là tất tần tật tầm bậy bạ. Dẹp đi cha ơi, nó dẹp đi, mình dẹp mấy ông cô nội ơi, đồ mấy ông cô nội lao quan bạch đó thiệt mày. Đối với ngày xưa, đối với cái ông, hai ông này, một ông tướng với một ông chánh với một ông phó này, làm gì có cái cửa mà đứng trước mặt ông, làm gì có cái cửa mà vô đủ ở tổng tham mưu mà đủ, mà toàn là cái dân đủ chùi mẹ gắt bếp như là tù tròn loạn đi chợ bướm không mà đủ, toàn cái tà lọt như mọi ngày xưa, cái lính tà lọt, lính mà đủ, lính tà lọt á, tà lọt vậy nghĩ sao tao không biết được kệ mẹ đó. Nói như vậy thì mày hiểu rồi. Bây giờ á, tất cả những cái người nào bên hải ngoại này mà đưa danh ra này kia thì nên coi lại hai ông chủ tướng của mấy ông á, kể cả của tôi luôn, chủ tướng của tôi luôn đó, người ta đã xác nhận như thế nào thành trì mà chính nghĩa của ông nó sụp đổ từ đâu, từ mẹ mất mẹ tào lao kêu bằng tào lao bí lao gì đó, thế không? Khổ vậy hay mà nói ra cái bắt đầu hai ông này ô cái cha thiểu này bưng bô ô chạy kỳ là bưng bô thời đó biết mẹ gì mà bưng bô đủ chạy sát dép lên qua đủ má chạy thấy là chết mẹ luôn đủ mà trốn ra bơ đài loan từ đài loan qua pháp qua mỹ mới soát được rồi ông kỳ cũng chạy luôn má bác cầm câu hỏi bác một câu nè sao cái cộng đồng cờ vàng ở bên mỹ á hỏi họ ủng hộ cái gì là cái đó là chết ngắt à. Nói chung là cộng đồng cái bên đó là theo cái phái cộng hòa, cái phe cộng hòa là chính, là cái phe mà diều hâu á. Rồi nên thì đó. Hai ủng hộ ông Bush cha lên làm tổng thống nhiệm kỳ 2 cũng rớt. Tới năm 16 ủng hộ bà Bill Clinton cũng hô hào thằng Trần Nhật Thông đồ cái đám nó đi biểu tình à, đó, ủng hộ bà đó Bill Clinton, bà Bill Clinton rớt. Tới năm 20 tiếp tục ủng hộ ông Trump, ông Trump nói rớt. Nói một cách khác à. Mình không dám nói hết, nhưng mà mình nói một điều này. Đầu óc họ, mình nói là một đầu óc bả đậu là cái gì, buồn cười thế nè. Cái ông Donald Trump là cái gì mà hay nghe lời ông Trump là rồi ông sẽ là ông sẽ đánh Trung Quốc rồi mà đánh cái gì mà đủ má là gì là ào ủng hộ u má, có nhiều người cuồng đến mức độ cuồng đến mức độ là xuống đường biểu tình rồi đủ đánh lộn chửi bới với nhau và ủng hộ Donald Trump, mà mình rõ ràng mà thấy rõ ràng Donald Trump làm được cái gì đâu, đánh dám đánh người ta không, buồn cười đó, thật ra khổ đó. Đó là một cái sự đầu óc bả đầu, họ không nhận định được thế nào là chính trị, họ không đi sâu mà hở ra là đủ toàn là thứ dữ không nghe, chủ tịch cộng đồng, chủ tịch các cái là không phải là ghê đủ ở lạnh sống đó. Tao nhắc đi nhắc lại hoài, chúng ta ở xứ người, chúng ta phải hiểu cái vị trí của chúng ta nằm ở đâu trong cái xứ sở của họ. Nhưng mà họ làm cha toàn là đủ, ta tưởng đâu là đủ người khai quốc công thần đủ, mà ta là thành lập nước Mỹ mới là ghê đủ quá cháy vậy đủ quá, thành ra khó chuyện để mà nói. Nói chung là tại vì hôm nay của ông Trump đưa ra là nước Mỹ vĩ đại trở lại cho nên họ cuồng. Không phải thằng nào nói là không được, nói đâu có sự, ta đã nói đi nói lại mất rồi. Ông Trump nhà ta đó, ông chỉ có cái tài thương mại, ông xuất thân là một người thương gia chứ ông không phải là một nhà chính trị. Thành ra ta nói từ lâu là ông áp dụng cái chuyện mà thương gia mà gia đình trị của ông vào chính trị là sai bét rồi. Mấy tớ nói là nghe nè, bất cứ một người nào cũng vậy nữa, nếu mà làm một người mà thuộc cái dạng lãnh tụ thì cái nhân thân của họ rất là quan trọng, mà thấy rõ ràng không? Cái ông Bill Clinton cũng bị, mày ví dụ nha, trong nhà trắng mà nhớ không, cũng bị thưa thí điều rớt chức đó, nói chung tắt người ta
Còn ngược lại một cái nhân thân, một cái ông này rất ư là bậy bạ, hai ba đời vợ chơi đĩ không trả tiền, đặt tùm lum tà la, nhân thân thì rất ư là bê bối, trốn thuế tùm lum tà la, đồ mang nợ đầy đầu, đồ nói chung là tất tật tật là ăn gian nói dối, đồ mà không có cái gì gọi là coi được, nó thẳng lòng Trump không có gì được. Mà thấy không, cái nạn nhân mà của ông Trump tới bây giờ vẫn còn, có nghĩa là chết, cái chết đủ mà vì tin lời ổng mà không chết ngừa. Đủ bữa nay gần 1 triệu người rồi, 850.000 rồi, đủ má, mà thấy ghê gớm chưa, cái nước Mỹ đứng cao sổ, ta không buồn muốn cãi, bởi vì tao nhức đầu lắm, bởi vì mình nói những người nào mà tôi có anh cũng có thể khác chính kiến, tranh luận thì ok, nhưng mà nó cuồng thì mình coi như là hết xài rồi, bây giờ nói làm gì giờ, bây giờ mà nó tới chết ở chân nữa thì Vũ Bình Đương cũng vậy à, đủ, cũng vậy à, cái đó khai, nó không khai sát được mà. Và tao nhắc đi một lần nữa nè, tao nhắc đi, nó đi năm giờ cuối năm tao tổng kết làm cái điều mà tao đưa cái ý đồ của tao mà đưa lên hai vị nguyên thủ quốc gia cũ á để kết thúc cái năm cũ, mày hiểu tao nói không? Dẹp đi, bỏ đi, chủ tướng nó mất rồi, chủ tướng giơ tay đầu hàng rồi, chủ tướng khuyên sao rồi, nên kết hợp lại hòa bình để giúp đỡ đất nước, thế thôi, hiểu chưa? Cái giá trị của hai ông này nói ngàn đời và lịch sử đã ghi nhận rồi, có nghĩa là nằm chết rồi, đối với tao là giá trị vô cùng, ok. Rồi thì con cao nói đi. Dạ, xuống cái, rồi. Bác cầm chia sẻ thì con thấy rất hợp lý, bởi vì là có nghĩa là hai nhà lãnh đạo tối cao người ta đã khẳng định là đúng. Đất nước Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đất nước đã hoàn chính toàn thống nhất và được quốc tế công nhận. Chính xác. Và cái thứ hai nữa là cũng rất hoan nghênh là các bác các anh các chú là chung tay góp sức xây dựng Việt Nam mà ngày càng phát triển. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy như bác Cầm chia sẻ đó, là mọi người nhìn cũng có thể thấy thôi. Ví dụ như thế hệ các bác Cầm này, các bác khác thì gần như là ít. Nhưng mà bây giờ cái thành phần hậu duệ, chúng ta có nói hậu duệ, thực tế người ta đâu có biết gì đâu. Người ta không có sống trong giai đoạn đó, người ta không hề biết gì cả. Thế nhưng mà người ta chống ở đây thì không phải là mục đích người ta chống thật sự, theo con nghĩ là như vậy. Mà người ta chống là gì? Chống cũng là một cái chiêu bài để kiếm cơm thôi. Đúng. Đấy, thì theo như bác nói thì năm cũng chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Cái chủ đề này thì bác cháu anh em chúng ta nói rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà gần như là các cái thành phần này nó chưa bao giờ nó từ bỏ cái miếng cơm manh áo của nó. Thế nên để mà chúng ta mà kết thúc thì cái việc này trong năm cũ thì con hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà để về lâu về dài thì là nó cả một cái vấn đề và cả một quá trình mà chúng ta có thể nói là những cái thành phần mà ngu lâu rút dài khó đào tạo này thì cần phải có những cái lộ trình để chúng ta làm sao mà cũng không, con cũng không có cái tâm nguyện là khuyên cho người ta quay đầu, thế nhưng mà để cho người ta có thể là biết thương yêu đùm bọc cộng đồng người Việt của chúng ta ở các nước, đó là cái mong muốn lớn nhất rồi, và cái đó là cũng cực kỳ khó rồi chứ đừng có nói người ta quay đầu đó. Trong khi là mọi người đều có công ăn việc làm ổn định thì nhìn đi nhìn lại những cái thành phần này thì là chỉ ăn dùng nước bọt chửi rủa tổ quốc để kiếm tiền nuôi thân thôi, chứ ngoài ra người ta không có mục đích gì khác. Thì cũng mong để cho người dân chúng ta ở trong nước có thể nhìn nhận được một cách nó đa chiều, để mọi người cũng nghe như bác Cầm chia sẻ cũng vậy đó, để mọi người biết mà tránh ở đây là tốt cho những người dân trong nước chứ không phải là tốt cho ai. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái người mà tin theo những lời dụ dỗ của những cái thành phần này ấy, đấy, thì không đi xuất khẩu thì cũng vô tù hết rồi, gần hết rồi, chúng đâu còn mấy đâu. Mà khi người ta vướng vào cái cảnh tù tội vi phạm pháp luật thì tất cả những thành phần này bỏ rơi người ta, và có lâu lâu lôi ra thì cũng lôi ra để kiếm tiền thôi, chứ cũng không có cái sự nào mà quan tâm hay là giúp đỡ gia đình hay cái gì cả. Thế nên là cũng rất cảm ơn bác Cầm và mọi người là đã có chia sẻ để cho bà con ở trong nước có thể nhìn nhận một cách nó đúng, nó sự thật, để mà chúng ta không nên tin vào những cái thành phần này để vướng vào cảnh tù tội và cảnh mà gia đình chia ly chỉ vì những cái lời dụ dỗ đường mật của những cái thành phần mà nó đã mang cái bản chất xấu xa ngay từ đầu khi dụ dỗ những người dân này. Đó là con xin chia sẻ thêm như vậy. Thì đúng rồi, thì cuối năm thì tao cũng muốn nói một cái cách là từ hồi xưa tới giờ cái khái niệm mà mấy cái ông này mà đưa lên, chẳng hạn như cái đám cỏ cây lục chốt á, cái đám kêu hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa gì đó đại khái vậy, không cần hậu vệ, mấy ông già rồi mà ngày xưa kêu thượng sĩ, trung sĩ, binh nhất, binh nhì này kia, rồi chẳng có ma nào mà lên tới cấp tướng cả, cấp tướng chết mẹ hết rồi,
đâu má, mà người ta cũng không muốn nói được, ta cũng không dám nói được. Nó ở đây tao đưa lên hai cái hình ảnh, một ông chủ, một ông tổng thống, một ông phó tổng thống, để tôi nói tôi hiểu rằng cái xã hội và cái chế độ cũ nó chết mẹ rồi, 47 năm rồi, nó không còn nữa. Đừng đem đến những cái chuyện gì rùi bu. Và đây có những cái lời khẳng định cắt địch 100%, một ông tổng thống có điện nói chế độ, chế độ của Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ hợp pháp đã được Liên Hiệp Quốc công nhận. Mày có biết không? Mày nghe rõ không? Hồi nãy tôi cho mày nghe rồi, nghe rõ ràng đó là ông tổng thống nha. Một ông phó tổng thống thì có, mẹ có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà phục quốc. Ra rã hàng bao nhiêu năm nay đồ là một lũ được tụi mình lộng chữ tay tôi là thấy đó. Đó là hai vị quân lệnh Như Sơn, mà còn tụi này thì chuột với lại dán không ở mà lên gì đồ đầu mệt. Nó cái lời đó để ta khẳng định là nếu mà nói được chính nghĩa thì chính nghĩa tụi em không có, mất mẹ rồi, nó mất từ ngày ông Nguyễn Thiệu đã tuyên bố mất luôn. Tránh rõ ràng, tránh nghĩa chứ phải chính nghĩa bố. Tránh là tránh né đó, rồi bố có chỗ nào mà nói. Thì ok, thì bố chia sẻ cho con chút cuối năm nè, mà coi thì ngày hôm qua order hoặc là đặt lại được hai cái bánh chưng nhà ta thì không có người bỏ hai cái bánh chưng lên bàn thờ cúng bà già xong thắp nhang chưa có hoa, mà ngày mai 30 thì ta mới đi mua sáng mua về tối cúng, mà đây vô thường không biết cúng được không được, khổ vậy. Tôi nói rõ ràng đây, cái Tết của người Việt xa xứ rất là buồn, nói đi nói lại hoài tao nói rất mấy cái lại rồi. Nó không phải giống như ở Việt Nam, ở đặc biệt là ở xứ của tao nè, thường thường ở Việt Nam là mùa xuân là có mùa hoa nở đầy đường, còn ở bên tao là ở ngoài đường tuyết đóng phủ đầy trắng, hoa nào mà nở. Nó kêu nó ngược gạo mà nó buồn lắm, ra nhà bánh nhà đôi lúc mình cũng không, thứ nhất là sai giờ, sai cúng dỗ ông bà, tất cả mọi người đều không được nghứ, phải đi làm thì cứ vậy, chút xíu là tao phải đi làm nè đó. Nhưng mà ở bây giờ Việt Nam bây giờ nó nghĩ cả tuần lễ trước rồi, tao lo dọn dẹp nhà cửa các cái rồi, còn tao phải đi làm, tao là già vậy mà tao phải đi làm. Chỉ có những cái thằng mà ăn không ngồi rồi, không biết làm gì, không có tiền rồi bươi móc bàn phím ngồi chửi rủa Việt Nam để kiếm tiền thôi. Đồ vậy thôi, nó đơn giản, nó có mẹ rồi. Nhớ kỹ cái điều này, sống ở nước Mỹ là đời sống công nghệ, công nghiệp, cho nên vì đó không ai được quyền ở không. Tao đã từng nói tao mấy rồi, tiền là trên hết. Lễ lọc đối với nó không nghĩa địa, bà xã tao tiếp tay nó bắt đi làm, nó trả vào bờ tham. Có nghĩa là cái ngày lễ Tết của nó cũng không cho nghỉ luôn. Đừng có nói cái quan trọng chứ, đời sống công nghiệp là vậy. Mà lễ của nó thì nó cho nghỉ, đủ là Tết Việt Nam mà đâu có Tết nó đâu, thôi cho nghỉ, mày nó xin nghỉ còn lâu mới cho mày nghỉ. Bởi tao nói ngắn mà tôi phải hiểu cái điều ở đây nó không phải là ở Việt Nam. Thành ra việc đó, những cái gì mà tập tục những ngàn đời của Việt Nam nó hay, tụi tao ở đây ngồi ứa nước mắt ngồi chúc mừng tụi bay thôi, cho tính chất trong bụng rầu thấy mẹ người ta vui, ta chúc tụi bay trong nước tụi ăn nhậu tụi vui, còn tao còn ta cài tao đi vô tao rửa chén chết mẹ đó. Nói vậy thì mày hiểu cho nó rõ ràng, mày hiểu không? Ok, thì bố mới lên chút xíu, bố lời có mấy lời với con rồi, xong bố thuốc cho nhà khác lên. Dạ con chào bác Cầm rồi.